đồ mới về tới luôn nha anh em. 4 tấn đồ nghề, máy pin công cụ ha, máy cầm công cụ cầm tay ha, đồ nghề, thùng đồ nghề, tất cả các loại đồ nghề của Nhật ha. Đây máy đục siêu khủng ha, không nội ông cầm máy đục con số quắc à. 4 tấn nha anh em, có tắt tay trượt nữa nè, đồ pin đồ điện ha. Đó. Này em sẽ phục vụ cho anh em trong khoảng thời gian gần đây ha, em soạn ra xong rồi em vệ sinh này em sẽ phục vụ cho, mong anh em được sự ủng hộ của anh em. Đây có tài luôn ha, tài nâng hạ luôn ha anh em. Đó em giờ em đang soạn phân loại ra ha. Đó có kìm bấm lớn nhỏ luôn. Cái này em chưa bán ha anh em, em chưa bán ha. Khi nào em vệ sinh xong mỗi đầu em bán. Cái này em bệnh thì em chắc em nghỉ cũng khoảng vài bữa nữa em phải khỏe em bán rồi. Đây ha, chưa vệ sinh, chưa vệ sinh. 4 tấn đồ nghề, máy pin công cụ cầm tay, pin điện. Rồi hẹn gặp lại mấy anh em trong một cái ngày gần nhất ha. Kính chào, hẹn gặp lại.